Hello anh em, hôm nay có một anh khách book lịch trước hẳn 1 tháng để xăm hình tại Rio. Hình anh khách muốn xăm là đồng hồ La Mã. Vì vậy, trong quá trình tư vấn, Artist có recommend rằng nếu xăm mỗi hình này thì sẽ hơi trống. Artist gợi ý cho anh khách xăm thêm con bọ cạp ở ngay dưới đồng hồ để hình xăm có chiều sâu hơn. Vì tin tưởng Rio nên anh khách đồng ý trong phút chốc và chốt gọn con hình xong luôn trong hôm nay. Sau khi tư vấn và chọn hình ưng ý xong, Artist scan hình bằng máy rồi bôi gel lên tay anh khách trước khi tiến hành đến quá trình xăm. Anh cũng chia sẻ hình xăm đồng hồ mà anh chọn tượng trưng cho thời gian. Đây là cách anh nhắc nhở bản thân rằng thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Vì vậy, chúng ta biết sử dụng thời gian một cách hợp lý và ý nghĩa nhất, cũng như biết trân trọng cuộc sống này với những gì chúng ta đang có. Đây là thành quả hình xăm đồng hồ kết hợp con bọ cạp của anh khách. Anh feedback lại cho mình rằng anh thật sự rất thích cái sự kết hợp này. Anh em thấy thế nào? Hãy comment phía dưới cho Rio biết nhé.